đến chưa? Rồi, trước khi Thôi. vào bàn tiệc thì con sẽ mang không khí đám cưới tới gần má hơn. Má luôn Đây là rồi. hình cưới của vợ chồng con. Đúng rồi, hôm đám cưới thì má bị bệnh, má đi không được, con mang cái hình xuống đây cho má, vậy là rất là mừng, để má xem tụi con ngày cưới ha, giống như Xem là má. thử Xem. Ôi quá đẹp luôn coi nè. Dễ thương ổn không quá. má. Nhưng mà má Quá. thấy trong đó bỏ sẽ lọc trắng hơn nha. Phong Tẩy màu bớt không độ quá má. ha. Đang Ôi ơi quá dễ cái thương. vũ khí của tụi con nè. Cô dâu quá đẹp Cái luôn. Quá đẹp. tô của cái dĩa của tụi con nè. Cô dâu đẹp quá, cô dâu vô hình dưới ở ngoài đẹp giống nhau. Còn cũng đẹp trai phong độ ha. Đó, ở ngoài người ta cũng đẹp mà. Rồi đẹp quá. Có điều là trong hình hơi trắng hơn Trắng hơn thì phải vậy thôi, trắng cũng không trắng nhiều đâu, rồi đẹp hơn. Quá he đó, má đi dự đám tiệc không được thì bây giờ má thấy hình gì cũng giống như má đi đám cưới nha. Ở nhà cho má cũng thấy phim rất là đẹp và má cũng háo hức lắm. Khi coi phim thấy xong hỉ đầu đi á. Đẹp ha. Quá đẹp luôn. Cái này là con chụp Ồ. studio, cũng có một bộ nữa là tụi em chụp ngoại cảnh đó chị, chụp ở Đà Lạt. Quá, có đi Đà Lạt chụp nữa. Quá đẹp luôn. Đây là mấy cái đồ con hay quay clip nè, Vậy đó đó những ha, cái cái này mũ con cái ăn bằng cái tô, dĩa này không đó con hả? ăn bằng cái dĩa này không Ờ, cái dĩa đó hả? Dĩa này chắc dĩa lớn nhất của Minh Long hay gì đây. Quá đẹp. Quá trời, cảnh này chụp cảnh trong Đà rừng Lạt luôn hả? má. Cái này là con chụp bộ này ở studio, Quá con đẹp, chụp cho một bộ nó đẹp quá cả nhà ơi, cho cả nhà coi hình đi wow. nè. Ôi quá tuyệt vời luôn. Thích quá. Nhìn giờ sinh viên mà trẻ ra mấy tuổi trẻ má ra ơi. mấy tuổi, quá đẹp luôn con ơi. Thôi má còn 1-2 tấm nữa nha. Ok má. Chung Quá đẹp luôn. có cả hình cưới chụp ở cái hôm mà có cái anh chị YouTube nữa. Vậy đó, đâu đâu hình đó có mang theo không? Cái hình đó thì sẽ mình vậy sẽ hả? đăng lên Tặng đó, sao ha. con sẽ gửi riêng cho Rồi má quá để má đẹp. xem. Rồi coi con trai mà Võ Sư Lộc. Võ Sư Lộc đẹp trai chưa? Rồi thôi cảm ơn tụi con đã mang hình xuống cho má thấy giống như má đi đám cưới rồi nha. Với bữa nay má cũng cảm ơn tụi con đó, là má bệnh má đi đám cưới không được mà hai đứa con cũng là đi xuống thăm má. Nhưng mà hôm nay đó là 2 ngày nay má khỏe lại, mà đặc biệt là hôm nay mấy đứa con nói má ơi đó là con xuống với má cái là tự nhiên má khỏe nhiều hơn nữa. Thấy không, phải giữ được Đúng năng rồi, lượng á. có năng lượng liền đi nãy giờ luôn. Mà cũng để ý thấy là giọng của Mã Nhi rất Đó nỗ đó lực. đúng rồi Mã Nhi đi xuống dưới mà món này món kia chuẩn bị xong chưa, mà trên đây nghe hết luôn. Rồi thôi bây giờ mấy má con mà ăn bánh canh trước hay là ăn cái món thất truyền trước? Thôi thất truyền trước đi nha. Rồi con nghĩ là bánh canh trước ha. Bánh Rồi thôi canh vậy đi đi. má, tại Rồi vì thôi bánh bé Trang đúng rồi. canh nó ăn nóng nó sẽ ngon đúng hơn rồi á, chứ bánh nó canh là cũng một cái món đặc sản không của Mã Nhi. Hiện tại là anh chị em tới quán là đặt cái tô bánh canh này nhiều nhất nè con. Đẹp quá đây. Bây giờ mình chụp một tấm hình đi má, chụp tấm hình đi. Bàn của mình lưu lại những rồi cái rồi kỷ niệm chụp với chụp nhau. một bức hình cho thật đẹp coi các con. Nhiều kiểu đi con. Rồi mình nhìn cái máy của anh đi nha. Máy của anh. Máy của Tân. Rồi. Quá tuyệt vời. Trang múc cho mẹ đi. Rồi múc cho mẹ anh. Quay lại gần là tuyệt có tôm vời. nữa má. Đúng tôm con. Đủ màu sắc. Hoa đậu biếc rồi lá dứa, lá cẩm rồi trái gất nha. Rồi. Rồi cho anh con nè. Thì mình cứ nhắc với má Nhi hoài về cái món này là cái hôm mà xuống đám hỏi nhà chị Dũng với anh Diệm á. Chị Diễm anh quá. Thật sự hai người đó rất là hay bị lộn luôn. Thứ nhất là hay lộn muốn Phan nước Diễm vô, muốn cho miếng nước Diễm nữa. Đó. Thì cái lần đó xuống là món này lên thì bị nguội cả nhà. Nhưng mà ăn vẫn còn rất là ngon nha. Rồi cho anh con nữa nè. Cho nên lần này mình ăn nóng luôn để coi Đúng. thế nào. Rồi. Hôm nay thì má Nhi với chị cũng vất vả rồi. Bé Trang. Nên hôm nay mình cùng ngồi chung vui với nhau giống như là một bữa cơm gia đình vậy má. Nhiều khi tới đây thì khách này kia tới người ta xem kênh người ta thấy không gian này đẹp lắm á, là có thể chọn ở đây để người ta ăn ở đây được không má? Được con, đây là chỗ để em giống như sinh nhật được 10 bàn hoặc họp lớp rồi công ty đâu đó con. Dương quay cho cả nhà ở coi phía cái trần nè.
giống như 20 người, 30 người thì nói có cái chỗ chống má. Thì má vẫn cho khách vô đây. Đó, có mấy cái hình của của mà anh Hải đâu kìa, rồi con cho vô, xung quanh con cho hình vô. Trời má ơi, hôm nay là con suy nghĩ ra rồi, có thể là má sẽ mỗi cái ô này má sẽ để những tấm hình những để lên tới bên trên luôn. Đúng rồi, hình của tụi con sẽ có luôn. Trời ơi, tính rồi má ơi. Có chứ. Dạ. Mỗi đứa con về là má phải cho một cái hình để dành kỷ niệm. Rồi, cũng đi. Cũng nha má. 1 2 3 vô bánh canh ngũ sắc nha. Rồi. Rồi thôi giờ võ sư Lộc ăn thử với Hùng ăn thử đi. Tụi con chắc thèm lắm má biết. Con nhìn là con thèm mà má ơi. Cái người là con ơi nó ngon. Cái con bánh canh. Con bánh canh nó ngon. Tôm á má. Tôm mà nó rất là tươi luôn. Đúng rồi, tôm xong mà tôm lội mà sống mà ngon đó con. Cái nước nó ngọt ghê. Nhờ cái tôm, gạch tôm. Như tôm xong nó có cái gạch đó con. Tôm xong thiên nhiên nó có cái gạch với tươi sống. Cái gạch nó sẽ tạo thành cái màu này. Đúng cho đúng, cái, đúng. Cái món canh luôn. Đúng luôn à. Dạ. Không cái này nó cũng vừa đúng không má? Đúng rồi. Béo. Bởi vì khi mà khách đến á đòi ăn bánh canh vịt xiêm thì cái bánh vịt xiêm nó cũng có đặc trưng của nó, như cái màu nó không đẹp bằng cái màu này. Dạ. Vịt xiêm nó đâu có màu. Dạ. Nó cái thịt nó đen nữa. Còn cái tôm màu đẹp. Dạ. Má thích màu của tôm. Một cái phần này có nghĩa là cả gia đình ăn nó luôn cả nhà. Giờ lần sau nếu mà có ai xuống đây ăn 5 tô bánh canh vậy con đưa xuống nha. Thử thách 5 tô giống như vậy má. 5 tô giống vậy, 1 tô vậy là 10 ngàn. Tất nhiên là 5 tô vậy là 50 ngàn. Là hình như con nghe nói là má có phần thưởng nữa đúng. Đúng, không? Má thử thách 5 triệu luôn. Nếu mà 10 tô 5 tô bánh canh như vậy, đứa nào ăn được. Là má thưởng 5 triệu. Không phải dễ nha. Anh nói em mà. Nhưng mà vậy má mới thử thách được chứ con, giải thưởng cao con. Cái tô như má thì con nghĩ là 5 tô mà bên con á, 2 người ăn là vừa đẹp, còn 1 người ăn là cực kỳ căng luôn á. Đúng rồi. 1 người ăn là căng á. Bởi vì con ăn một chén ngon quá ngon, nhưng mà nó đã quá, nhưng mà ăn cũng một chén thôi. Dạ. Nó làm cho khó ăn hơn ăn phở đồ lắm nha. Dạ. Ngày má nó tâm lý nha, má cho mình dùng nước suối. Cũng không có phải uống bia gì. Đúng rồi. Tại vì mình đi đường xa, chúng nó đi đường xa về nữa. Dạ, suối rồi má. Rồi, uống con, vô. Mấy má con mình cũng mới coi, 1, 2, 3, vô. À, bây giờ để má cắt cái món này cho con ăn trước nha. Món này là món thất truyền, món của ông già của má. Dạ. Cách là ông già của má là ông ngoại của tụi con đó. Dạ. Khi mà má đi thi năm 2016 thì má sẽ mang cái món này, má đi thi và má kể một câu chuyện. Ngày xưa má 10 tuổi thôi thì ông già của má là làm một cái món vịt xiêm nướng lá bạc hà để nhậu mỗi buổi chiều. Mà khi ba của má mất rồi thì má 10 tuổi mà má nhớ đó, cái má mới phục dựng lại và má kể một câu chuyện. Yeah. Món thất truyền của ông già má cách đó là 50 năm. Bây giờ má mới phục dựng lại và má đi thi. Yeah. Được giải nhì toàn quốc thì giờ hôm nay má cũng phải cho tụi con thưởng thức. Quá là vinh dự luôn. Mà ngày xưa thì ba của má là không có miếng giấy bạc này nghe, chỉ có lá này thôi. Yeah. Lá bạc hà thôi và trực tiếp nướng dưới cái dây lạt dừa nha. Yeah. Bây giờ là má được bảo vệ bằng giấy bạc nhưng mà ở trong vẫn có cái lá bạc hà. Thơm lắm con ơi. Dạ. Đó, thơm nực nồng luôn. Nhưng mà ngày xưa thì ba của má không có cái lá chuốt chanh nha. Dạ. Bây giờ má thêm được cái lá chuốt rất là thơm. Ủa thôi này thịt. Đừng. Nhưng mà con thấy nó là không có xương luôn. Không xương, cái đây một con vịt đó có thể là má làm 3 món nha con. Đó, 1 là tiết canh. Dạ. 2 là hầm măng. Đó. Thôi cho võ sư Lộc trước nè. Con phải chấm với cái nước chấm này, con ăn trước một cái đi. Cho mọi người biết nó ngon cỡ nào. Quá thơm. Đây con nè, Hùng nè. Con phải chấm với nước chấm hải sản lá chuốt này mới được nè. Cái này là làm từ lá chuốt hả? Từ lá chuốt đó con, tự tay má làm luôn, rất là ngon. Khách về thích lắm.
Ôi quá ngon luôn, tuyệt vời, cô dâu mới. Đây bé Trang ăn lấy chén mới đi. Thơm lắm, ngon lắm. Cảm giác được cái mùi mà thịt vịt nó hòa quyện với cái lá chúc, lá chanh, đúng rồi. Lá chanh, lá chúc á con, nhưng mà cái lá chúc nó thơm hơn lá chanh nhiều. Nhưng mà tụi con phải chấm như nước chấm hải sản, lá chúc má cũng làm tự tay bằng cái lá chúc. Lúc đầu con nghĩ là thịt vịt nó sẽ bị mềm. Đúng rồi. Nhưng mà cắn vào nó rất là dai. Vịt khi má mua, má chọn vịt nuôi thiên nhiên bằng lúa. Vịt phải chắc. Dạ là đó con thấy không? Thịt từng cái phần lá chúc nè, lá chanh nó bám vào với miếng thịt đó cả nhà. Nó giống những con sam mà bám vào những con hàu á. Nó không tách rời được. Và khi mình chấm mình quết cái này nè, nó giống như là hương vị mà nó len lỏi qua từng kẽ thịt vịt đó. Nó giống như là mà dung nham mà muốn nấu lửa mà bùng ra chỉ chạm vô lưỡi mà nó ngon con. Quá đỉnh rồi, con ăn cộng rau, con ăn miếng chuối, con ăn miếng dưa leo. Vô. Đó, phải ba thứ đó con hòa rồi với nhau rồi thôi. Chuối, sống. Đó, chuối dông, chuối dông má cũng trồng. Dạ. Ăn phải có rau. Cho mà có lá rau này. Dạ. Cho bằng hà đó. Rau bằng hà đó. Rồi bây giờ con kèm chung nè, có thể con cuốn cũng được luôn. Đó con chấm con kiếm cuốn ba bốn cái đó con ăn cái coi. Dạ. Nó mới đã. Không nè, rồi đó, con tao con chan miếng vô. Chan vô. Đó, con ăn đã luôn. Có rau vô mình ăn thịt vịt nó đỡ bị kiểu như là sạm á mà. Đúng, đúng. Cái rau vô nó giống như là một cái chất xơ. Đúng rồi. Mình phải ăn một cái combo lớn lao này. Đúng, ăn đi. Ăn luôn cái cuốn này luôn đúng không? Đúng rồi con, ngon. Mời cả nhà nha. Rau của má là rau vườn, má cắt là ăn không bỏ miếng nào chứ. Uy tín luôn. Kia mới đưa chuyển ra, chuyển không? Kêu em nè, đợi kia em đưa ra. Nó nhưng mà có những miếng á, đưa đại á, là nó sẽ có da vịt nữa. Còn có những miếng là nó toàn là nạc không. Đúng, đúng. Nó, mà đặc biệt là sẽ không có xương. Thơm không? Thơm thiệt là thơm. Rất là thơm luôn cái món này. Đúng. Thiệt. Là ngày xưa á, ông á là nấu món này đúng không má? Đúng rồi. Ba của má là ngày xưa cũng dặn như đại gia giờ vậy đó. Thành ra ăn là ăn sang, ăn sạch, ăn ngon, tự làm, tự chế. Má cái đó mình gọi là phú ông. Phú ông á. Rồi giờ con ăn thêm miếng nữa nha. Ăn thêm miếng nữa đây rồi con có thể con cuốn trong cái rau này rồi con chấm ăn luôn cũng ngon nữa. Giờ mình ăn lại cái tập 2 mình cuốn đi. Cái nước đó ăn nước. Cơm. Ngon đó con. Ha. Rồi con lấy miếng cải con cuốn đi. Cải vúng đó. Con kết hợp giữa Hàn Quốc với Việt Nam được không má? Đúng rồi con. Đây. Đó 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 đó, con cuốn vô. Cái này đâu còn là rau nữa. Đúng rau, rồi, đó. Rau nữa mà là con kết hợp giữa Hàn Quốc với Việt Nam nè. Đúng rồi. Cái này nó quá nhiều đi cả nhà ơi. Con húp miếng này coi cái muỗng đâu à. Con húp miếng vô. Cho nó đã tại con ăn chưa có miếng nước chấm. Nước chấm này còn cho con miếng. Má ơi con làm cách này thôi má. Đúng, đúng rồi, đúng rồi các con. Đi đi, chừng chảy nha con. Đưa vô cái chén, đưa vô cái chén con. Rồi, như đoàn cầu lửa luôn nè. Bào hôi. Ngon chết được rồi. Rồi, giữ tay đi. Quá ngon luôn. Ngon quá cả nhà. Ngon nha. Nhưng mà món này nếu mà đúng theo con nghĩ nha. Là chỉ cần một mình nó trong một buổi cơm. À, mình ăn với cơm cũng đúng được rồi. Ăn với bún cũng được. Đúng rồi. Và khi mình trang thêm cái nước sốt của bên má làm vào nè, muối tiêu xanh nè, nó kiểu như là nó thay luôn cho cái nước mắm, nước chấm của mình luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ con cần má phải tư vấn cho con là về cái nước mắm mà má làm á. À, nước mắm. Rót cho cô hai chén nước mắm nguyên si coi. Hoặc là má có kho cái món gì. Rồi rồi đúng rồi. Đây, má kho cá đó. Chúc con. Con sẽ thấy là kho con dứt lên coi con. Nó kẹo vậy á, nước mắm của má. Đúng đúng đó. Nước mắm má kho nó làm cho kẹo cái miếng cá vậy đó. Con thấy chưa? Nè, để dứt con cá lên nè. Dứt con cá lên luôn. Ô, chút xíu. Này gọi là cá gì má? Cá xác nha. Cá xác sọc của sông Hậu đó. Đặc biệt là kho với cái nước mắm cá linh của má. Có miếng thịt dưới đây. Rồi con đưa qua đưa qua luôn ăn với cơm cháy. Rồi con làm miếng cơm cháy luôn. Làm miếng cơm cháy. Rồi lấy cơm cháy bẻ luôn.
Ừ, rồi nước mắm của má Nhi đưa vô. Đây nước mắm má Nhi đó, trời ơi con thấy nước mắm là nó kẹo vậy đó con. Bởi nhiều khi má thấy cuộc đời má sao nó sung sướng quá trời. Con thấy kiểu rất là chân thật luôn á. Con thấy chưa đó, cho mấy trái ớt hiểm con, mấy ớt hiểm. Đây cơm cháy. Đó, con dít cả. Con lấy cái đồ đũa con. Rồi cho võ sư lọc một con cá nữa chứ. Con múc cho anh lọc. Múc cho anh lọc rồi con cá bự luôn. Con nào bự nhất? Ừ. Ờ, má má chọn rồi một người một con. Con cứ cho anh con đi. Rồi. Mình phải mời má trước cả nhà. Thôi con trước đây, con trước má sau, má con nhỏ thôi. Dạ, má con nhỏ rồi. Dạ. Ê, bự dữ vậy chàng ơi. Ôi. Rồi. Dạ. Vừa thôi, vừa thôi. Dạ. Vừa thôi, vừa thôi. Làm dữ quá rồi. Làm dữ quá rồi. Cho anh mày đi, cho anh mày đi. Dạ. Rồi. Dạ. Ôi con này là cá da trơn hả? Đúng rồi con. Rồi, dạ. Dạ. Cho anh mày miếng nước nè. Xuông sao chị? Xuông lừa cá. À vậy hả? Vậy thì phải đưa Phụng rồi. Đây. Rồi bây giờ về đi. Phụng thích ăn cá. Bây giờ về đi, má con mình ăn gì nè. Giờ má chỉ cho con ăn nha. Quay má ăn. Rồi má chỉ hướng dẫn ăn nè. Bây giờ con muốn làm sao con lột ra đừng có dính xương nè. Đó nè. Cái xương còn lại đây. Đó. Con đây là cách ăn của mấy Nhi cả nhà ơi. Hay quá vậy. Rồi cái nước mắm nó thấm vào con cá không? Nó thấm qua nè, nó thấm qua cái tay em luôn á. Quá xương này nó ở giữa không à. Cái bụng nó cũng có xương luôn nè, con thấy không nè. Trời ơi, má Nhi đúng là dân miền Tây ăn cá rất là chuyên nghiệp. Nè. Ăn sao mà còn thớ xương nguyên si luôn cả. Con coi nè, đó như vậy là thịt khâm. À. Đây cả nhà ơi, mình thử ăn theo cách. Thử cho con. Má Nhi coi. Giờ thịt không rồi nè. Đó, cào ra con bỏ cái xương đó đó. Dạ. Quá chứ ngon luôn. Má con nó cũng đúng nhiều luôn. Luôn. Nó rượu cái xương luôn. Má, con thấy nó hơi giống như cá hú vậy. Đúng rồi con. Nó béo béo quá. Nhưng mà nó ngon hơn. Con húp đây, con húp con bỏ cái xương. Ăn vậy cả nhà. Chan chan cho mẹ miếng cơm cháy nữa đi. Dạ. Miếng cháy nữa. Má người miền Tây là người ta sẽ hạn chế lật cái con cá lên đúng không má? Đúng rồi. Đó, má thấy con lấy hay ha. Đó, quá ngon. Cho mẹ miếng cơm cháy mà đắp lên đây cái là mẹ được rồi, được rồi. Đó, đây nè má Nhi nè nghe, cách ăn nè. Cách ăn của má Nhi nè, đó rồi cái này là xương hết rồi phải không? Đó. Má đắp cái miếng này lên cái là má ăn khỏe re luôn à. Đó. Đây. Có gì bằng. Con chị con ăn những cái cách ăn nó rất là độc đáo luôn. Độc đáo, lắp qua con, lắp qua. Cho miếng kim cháy nữa cho anh mày lắp qua. Miếng nhỏ được rồi. Má ơi. Nhỏ xíu được rồi. Má đắp kim cháy thì con đắp ớt. Vô con, rồi ớt để trên. Để trên đi. Để trên luôn. Má con nè. Rồi con, chết rồi sống nổi không. Má tới muốn kim cháy sát thôi là cái cuộc đời nó sung sướng rồi phải không? Quá. Nhưng mà má ơi, biết nãy giờ em con đứng ngoài quay là nó cũng rất là ăn cái 3 ký mấy là mệt lắm này. Dạ, ăn cái 3 ký mấy là món nước, giờ phải cho nó ăn. Đây là cái này nè. Đây đây. À, thưởng thức nha. Tại vì sợ có xương á nên mình. Đằng kia nó làm một chén muối ớt mà ớt hiểm xanh bằng ăn cá lóc. Có luôn có em ơi. Làm một chén muối ớt hiểm xanh. Thêm miếng thịt cá luôn nha. Ngon quá. Ăn ngon. Rồi cái mình ăn xong mình đổi chén. Dạ. Cái ăn tóc mỡ luôn nha. Rồi, ăn ăn cá vô đây. Ôi trời. Ô. Cá là tượng. Cá là tượng. Trời ơi, vô. Đẹp quá. Hồi nãy mình bắt đó. Đẹp quá. Đây. Đó, cá là tượng chiên xù của mình nãy đó. Rồi, quay dưỡng luôn. Giòn khấu luôn đó con. Ai mời. Má sợ tụi con ăn cá bự không hết. Cá nhỏ nhỏ thôi. Vô. Đó, các con ơi. Đó. Là má con mình mồi ngon không? Mồi không chỉ ngon mà do tự tay mình chuẩn bị nữa. Mình tự bắt tự. Rồi, giờ cho cô cái chén khác đi. Đổi chén cho anh đi. Cho anh này cái chén mới đi. Cứ ăn đổi chén mới. Khách tới đây cũng vậy, ăn khi ăn cái món nó rồi đổi, ăn bánh canh cũng phải đổi. Mỗi một cái món đó con. Con thì con không phải chủ nhà. Nên
con cũng xin phép chị. Em xin phép chị là cái món gần chị á, em thấy nó hấp dẫn quá. Món chim, chị ơi, cũng nấm, cũng nấm. Chị em cách ăn cái món đó. Rồi, mà chia ra người nữa con đi. Cũng nấm, rồi bây giờ. Ăn như thế nào mà. Giờ con cứ chia ra đi, xé ra đi, cao con xé nó mới ngon nha. Chứ con cắt bằng cái con cắt bằng cái kéo không ngon nha. Rồi, con đưa cho vợ con trước đây. Má nhường. Má cho má một cái đùi. Dạ. Cho con một cái đùi. Đây rồi. Con trên đi, con trên giòn đó con. Ngon lắm, con tụi con thưởng thức đi. Giờ mấy má con mình nè. Đó, cũng rồi được rồi, bé Trang kìa, bé Trang nè. Chị. Okay, con đi, con hết đi. Rồi hai đứa là hết cái đó nha. Còn dạ. Con để cho ca mà. Amen. 1 2 3 vô. Má con mình chiến nè, chấm với nước mắm mặn nè. Chấm nước mắm mặn. Đó, đúng rồi, nước mắm cá linh của má nè. Đó, thay vì nước mội không mùi không vị mình chấm nước mắm cá linh má nha. Chấm vô rồi. Đứa nào muốn ngon thì cho miếng ớt vô. Ngọt quá ngon. Thơm. Cái này là nguyên si á, cái mùi vị của cái con này tự nhiên luôn á. Mà con này nó hay ăn cái gì má? Ăn lúa. Ăn lúa. Con này nó ở ngoài ruộng nó bay nó xớt xớt lúa rồi nó xớt xớt cá, bên ta gọi là con gà nước. Dạ. Nó có thể nó xuống nó lặn, đúng nó lặn nó ăn được mấy con cá. Đặc biệt là nó ăn lúa. Lúc đầu mà con nhìn con lúc mà chưa làm á, con lại liên tưởng ra con cò. Không, nhưng mà con cò thì ít thịt hơn. Nó cò hơn. Nó không có giá trị. Cò ở chợ má rồi ta bán mà không mua. Nó ốm lắm rồi nó tanh lắm. Thôi nè đặc sản con ăn coi. Đó, con ăn bữa nay với cái bữa luộc con thấy cái nào? Cái mỗi cái nó mỗi. Con thấy mỗi cái nó có một hương vị riêng. Nhưng mà mình nướng á là cảm giác là nó có thêm cái mùi mà cái vỏ mà dừa của má. Đúng rồi, nó thơm. Nó đúng, thấm đúng. Vào từng cái lớp da. Đúng rồi đó con. Con này thì là con chim chóng má rồi. Tại cái cánh đó là nó hơi quéo là nghe hả? Để nó ôm con chim mái vô. Hay dư dạ quá. Đâu còn biết mà không biết. Má con ăn cái con gà nước đó thì công nhận là cái thịt nó ngọt thiệt. Nhưng mà cái vị mà sau con nhai là nó sẽ lạc lạc một chút thì con sẽ ăn cái con cá này vào. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, cái này sao mà thịt nó dễ lấy ra. Mình là vậy thành thật với má luôn nè. Mình đứng mọi. Dạ. Con không biết ăn cá. Nhưng mà con lấy cái con cá này ra, lấy thịt ra rất là chuyên nghiệp luôn nè. Đúng rồi. Mà gà nướng này nó không có bị khô á má. Nướng nó không bị khô. Không bị khô. Mình thấy mình nướng nãy giờ thấy mình vẫn mềm ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Em má gấp cái này ra. Wow. Bên trong này, là tuy là đỏ này Dương nhưng mà không bị máu nha. Đúng rồi, thịt đỏ đó. Nó làm mình liên tưởng tới một món đó là vịt quay đó nha. Má nói là cái món này có thể là mình xào với bầu mướp. Với bầu mướp ta gọi là gà nước xào bầu. Mình xào ra mình là lấy thịt tươi của nó luôn hả má? Đúng không? Thì vậy đó, thịt tươi sống chặt rồi mình chặt ra mình xào. Xào cho thơm, cho ngon, cho chín rồi mới bỏ bầu, bỏ mướp vô. Mà món này ăn nhiều có bị gút không má? Không con, có đâu nhiều để gút con. Đặc sản đâu có nhiều để con ăn mà bị gút. Nó là gút tiếng Anh đó má. Vậy rồi, có luôn con, có luôn con. Về miền giảm cưới tự của Dương à. Về miền Tây đó là cái đặc sản mà cái giá trị nhất là cái con gà nước cơm núm này. Có thể nói là không thể bây giờ kiếm như ngày xưa. Nó là thiên nhiên. Nó thiên nhiên là điều thứ nhất, nó cũng hiếm có rồi. Rất là ít, chỉ có chỗ Quán Má là nó còn tươi sống từ trong quê ta mang ra. Chứ bây giờ muốn mang tới Sài Gòn, tới Cần Thơ chưa chắc gì có. Làm gà là rất hiếm, hiếm đó con. Bắt đầu bây giờ là tới món tôm. Xong. Rồi, còn nhiều món quá. Ê, con xin phép nha. Rồi, con lấy tôm đi, tôm ăn con hút cái gạch rồi con tưởng tượng coi, con cũng ăn nhiều về tôm, về tôm hùm rồi con ăn coi. Mình tôm trước đi đó. Ôi gạch rồi. Dạ. Rồi. Đó. Quá ngon luôn. Wow, cái món nước mắm này con chấm hoài, con cứ chấm hoài luôn á. Thích nước mắm quá hay không dừng tay được. Đúng.
nó mặn nhưng mà cái độ ngọt cũng của nước mắm quá nó, chân nó gạch luôn chắc. Quá ngon luôn, heo còn húp một cái coi. Rồi rồi để đây má. Đây nè má nè, má cái này nó mới giữ nè. Chấm miếng nước mắm nhỉ của má nè. Nè. Ngon. Cái đó là thường chấm hủ tiêu nhưng mà mà này má chấm mắm nhỉ ăn cũng được luôn hả má? Gặp nè, gặp nè. Giờ má nấu nước mắm, má cứ ăn nước mắm của má không? Bớt ăn hủ tiêu hả? Quá ngon. Biết rồi, tụi con ăn ngon. Nhưng mà má nói một cái là cái này không phải là tôm lúc nào cũng có. Đúng, đúng. Nên khi mà anh em về tới đây mà có những con tôm mà nó đúng. To như vậy nè. Đúng như là má nói là có duyên. Đúng, có nhiều đứa đi ta con tới đây hay là có nhiều người khách hàng của má cũng dữ lắm mà đặt cũng có bữa không có. Bữa nào có duyên thì nó mới có. Tôm nó chắc ghê. Đúng đó con. Cho con ăn đi. Con cũng ăn nhiều tôm rồi. Thì nhà hàng con cũng nói mà tôm xong thì giờ con ăn đi coi sông hậu qua dưới cái sông khác nữa làm sao. Thịt sao? Chắc ha. Thịt chắc chắc. Nhưng mà mấy con này thường là người ta kéo lưới hả má? Cái này giống như người ta ra kéo lưới cho tà chài rồi dưới sông cái á con. Con chấm thử nước mắm này cái nữa đi. Hải sản của má cái, nước mắm mặn cũng ngon rồi, thử hải sản cái coi. Mời cả nhà chấm này hả má? Đúng, con chấm hải sản cái. Đây. Mắm mặn của má thì con biết ngon rồi, nhà hải sản chấm lúc vô. Lúc cắn vô. Để con thưởng thức coi má của con làm một cái món chấm hải sản coi nó ra làm sao. Cái con tôm này mà ăn mà. Còn đúng không con? Còn nó chấm không? Thêm miếng. Lá chanh đúng không má? Đúng rồi, lá chanh, lá chút. Lá chút, lá chút nó không đắng. Lá được. Chanh nó mới đắng con. Má, cái này nó kiểu như là con tôm này cái thịt nó quá chắc, nó đúng không rồi, nở rời rồi, cái vỏ của đó, nó. Con thấy không? Nhưng mà con phải lột hết con vỏ cũng nó ra kỹ quá, con dám lột cái đuôi của người ta ra, không mất miếng nào. Rồi, con qua vớt cái coi, ngập lúc vô, chấm nữa, sâu vô. Dạ, con xin phép má. Má cũng muốn xem được cái đoạn tình cảm của hai vợ chồng. Rồi, đất cây, kè đúc vợ, đó, đúng rồi đó con. Vô em. Vô em. Sao nào? Rồi, sao, sao? Quá là ngon. Nó nghe mùi không? Mùi tay ăn. Đó. Cho chán nữa con ơi, chán nữa con ơi. Nè, nè, đó, con chấm lúc vô con. Cho chán nữa đi con. Chấm lúc chán luôn. Nè. Dạ. Quá ngon luôn. Đây mẹ. Đã ha. Có nhiều khách Sài Gòn về là mua cho một chai nước suối vậy đó. Nói má chia lại thì nói chung má cũng chia 200 ngàn chai nước suối vậy đó. Dạ. Mà má làm lá chút là của nhà má có lá chút mấy chục cây. Dạ. Chứ còn không có lá chút là vô phương rồi. Giờ tới má nè nghe. Nhưng nó không bị mặn quá má. Đúng rồi, không có cho mặn. Ngon. Không tưởng tượng. Quá tệ rồi. Nó thơm có lá chút độc đáo thật chứ. Quá lẹ. Ôi gạch rồi hết cái gạch. Cái này mình phải liếm dọc cái đường này. Đã béo. Đã chứ đâu. Cái này mà lúc mà nó còn nóng thì nó còn tuyệt vời hơn hả má? Còn bên đây. Quá ngon. Thôi mình ăn nguyên chất luôn rồi cả nhà. Nguyên đi. Thôi, cái này quân tôm nhưng mà của mình nữa. Dạ Dương, cái này là địa chỉ nè, rõ ràng của chỗ quán của mấy người. Và khăn rất là dày luôn. Chỉ là má Nhi rất là chăm chút về những cái món ăn. Giống như là một đứa con tinh thần của má Nhi vậy đó. Má Nhi là chăm chút từ chút hết. Chỉ ngon mà không gian phải là thoáng mát, sạch sẽ. Và đặc biệt là những món ăn này là rất là do chính má Nhi chọn lọc ra. Con thắc mắc cái này ăn gì má? À, cá tai tượng chấm mắm me con. Này chắc phải có bánh tráng quá. À, bây giờ con phải thưởng thức cái món khô cá lóc cẩn của má Nhi. À, món đặc sản ngày xưa 400 ngàn ký. Cá lóc cẩn luôn. Cá lóc cẩn tất nhiên là con cá nhỏ xíu đó, của thiên nhiên ở Quỳ Quận đó. Rồi đó là cái xả lúa cái đợt này nước nổi nè con. Đó, thành ra là người ta xả mới mình mấy con mấy cá nó cá lóc ta mới bắt mới được nha. Chứ còn bình thường mà không có nước nổi là không bắt được đâu. Thường là
Nếu mà bình thường mà ta bắt được là người ta nói giúp mình đó. À, phải đúng mùa đúng không? Đúng mùa, nước nổi lên nó mới có con cá đó. Rồi, tụi con ăn đi, có thể chấm với mắm me. Ốc cái này mình chấm mắm me. Đúng rồi con. Đây, cho con miếng nè. Ừ, đó, con cứ lấy con chấm miếng mắm me, con thưởng thức được cái con cá. À, còn ngon thì con phải nói cho mà tất cả mà anh chị em đó, người ta biết cái người ta mới tin tưởng mình, ta mới mua của má nhỉ. Dạ, trước thì con chấm con xin phép ăn cái vị nguyên bản của nó trước như thế nào. Con phải ăn miếng khô không với mắm me nè. Ăn chấm mắm rồi. Me đi ngon lắm. Nè, con chấm khô không với mắm me coi cho mắm me, mắm me ngon. Ừ, mắm me. Với miếng khô trong đó đó. Ừ, rồi con ăn đi, con để vậy đó con mới nguyên có bản cả... là nó đã có vị chua của xoài rồi, cái vị thấm của khi mà kết hợp giữa con khô này với cái này dưa leo. Tuyệt đỉnh luôn. Tuyệt đỉnh đó, từ cái nước mắm cá linh này mà làm ra đó con. Hợp nhau. Bởi vì người ta nói tại sao chỗ má nó mắm chua, mắm me nó ngon, lý do từ cái mắm cốt của cá linh. Rồi kho cá con thấy không? Tuyệt vời, cũng từ cái nước mắm cá linh. Mắm cá linh. Như cái này á, con ăn mới đầu cắn bên ngoài á thì nó có cái vị mặn mặn của cái khô cá. Nhưng mà khi mà mình chấm với cái mắm me này cả nhà thì cái lớp bên ngoài nó chua. Và mình cắn cái lớp thịt ra thì cái lớp thịt bên trong nó mặn, nó hòa quyện cùng với mắm me á. Mắt, cái rau này rau gì mắt? À rau cái này sầu đâu á con. Sầu đâu. Đúng rồi, cái này gỏi xay sầu đâu. Không biết ăn đắng nên con ăn vô con thấy sầu quá. Đắng nghe. Em cũng mới bị đắng. Lá sầu đâu. Con mới cảm nhận được. Rồi lá sầu đâu. Gỏi xài khô có lóc lá sầu đâu. Sầu đâu. Ừ, sầu đâu. Sầu đâu tính như là nó đắng. Ăn với cái lá này nè thì mình mới cảm giác được cái món ăn này nó đầy đủ cay đắng ngọt bùi. Đúng rồi. Thì đúng cuộc rồi. Sống cũng vậy, phải có những cái giây phút như vậy. Con cá này nó đã bị lúc còn nhỏ nó bị bắt rồi, nó chưa biết được cảm giác trưởng thành là sao. Ăn cái lá sầu đâu cho hiểu được cái sự cay đắng của con cá. À, cá này là gọi là cá thấu sự đời. Là đầy đủ hết. À, mai mốt má sẽ đặt món là cá lóc thấu sự đời. Cây đắng ngọt bùi. Rồi bây giờ cuối cùng tụi con cũng phải mỗi cái con đây. Cái món này là gỏi củ hủ dừa nha. Tụi con cũng phải thử nha. Tôm với lỗ tan heo đúng không? Đúng rồi con. Này má, nãy má có đồ đũa sạch đâu rồi. Ôi cái gỏi này đồ đũa sạch. Xin phép má lấy cái đậu phộng của con. Đúng đúng đúng, đậu phộng của con gãi vô đâu rồi. Để con lấy cho. Cắt đậu phộng của Hùng lên. Mà đậu phộng của Hùng thì con nghĩ là má Nhi sẽ để đầu buổi tiệc này kia đúng có, ta, trước má. Khi mà ra món hay má ha. Ừ, má đang mà mỗi một cái bàn là má có một cái dĩa hết. Bữa nay con đem xuống đây được nhiêu keo nữa? Dạ bữa nay con đem xuống đây khoảng 4-5 keo. Rồi, má dạ. Lấy 5 keo này luôn không, không được luôn hả? Là để bán. Vậy hả? Dạ, lát con sẽ tặng cho má luôn. Hôm nay con có keo chay nữa. Vậy đó hả? Dạ. Tại vì má bán cũng muốn gần hết rồi, để hết cái má điện cho con nghe. Lấy 20 nữa, thì má cứ lấy 20 rồi, má bán hết. Đi, má bán hiện hết tại bây giờ khách tới quán Nhi, thì luôn luôn lúc nào quán Nhi cũng có một cái dĩa đậu phộng này nha. Rất là ngon nha các bạn, là của thằng con này nó rất đẹp trai mà nó rất là sạch sẽ cho nên cái đậu phộng này nó cũng ngon luôn. Cảm ơn má nhiều. Rồi, để má để má chút ra nè, ăn kèm nó đi. Không, đậu phộng con ngon. Tại vì má nói với con á, má ủng hộ con là má ủng hộ nhưng mà phải ngon mới được. Chứ ủng hộ con mà không ngon đâu có được con. Dạ, rồi, quá tuyệt vời luôn nha các bạn. Rồi. Dư đậu phộng luôn. Dư đậu phộng. Đó, cái này mà múc vô mà ăn dính miếng đậu phộng là ngon, cho cái muỗng đi. Cho cái muỗng đi. Thì nếu mà ai muốn đặt mua đậu phộng này đúng rồi. Thì giá là 95.000 một hũ nha cả nhà. Đúng rồi. Và nếu mà mua 3 thì mình sẽ free ship tất cả tỉnh thành luôn. Còn mua 4 thì mình sẽ tặng thêm một hũ như vậy nữa, hoặc là một hũ chấm chéo của anh Hải Sapa TV. Thì ngoài ra là bên mình còn có đậu phộng rang tỏi ớt chay nữa nha. Đó, và nếu mà cả nhà đặt thì mình liên hệ qua số là 084-222-1578 hoặc 0844-020-114. Và Phan Hùng xin cảm ơn. À, mà con đưa đây má. Đó bây giờ gì đi. À, Tết này má sẽ nhập con 100 keo. Wow. Rồi má cũng vẫn bán giá bằng con luôn. Dạ. Hay là má cho con chẳng trăm đi.
Còn má bán 100. Dạ, còn 95 má bán 100 nha. Nói chung là nếu mà bán 95 rồi còn tiền ship rồi nữa má. Đúng rồi, đúng. Ở đây á, nếu mà cả nhà đến mua thì giá 100 là coi như mình khỏi phải ship. Đúng rồi. Rồi à, các bạn ơi, nếu mà mai mốt các bạn mà đi đến quán Nhi ăn rồi thì ở đây có một cái keo đậu phộng gì rất là ngon, chỉ có 100 ngàn thôi nha. Mình sẽ để sẵn ở quán Nhi, các bạn cứ lấy mang về, khỏi cần ship luôn, khỏi tốn tiền ship. Má Nhi biết sao không? Có trường hợp vậy nè, là những anh chị mà đi từ nước ngoài về thì các anh chị đó nếu mà muốn đặt con thì mất 2-3 ngày á, đúng rồi, không tiện. Đúng rồi. Nhưng nếu mà các anh chị đi về Cần Thơ về quán Nhi ăn luôn, cái là đi Mỹ đi, vậy là má ăn đi luôn thì đây rất là tiện luôn nha các anh chị ơi. Rồi đúng rồi, chờ má cũng sẽ nhập chẩm chéo của anh Hải về rồi của con má làm cái kệ nha. Má để xớt ngang lấy 100 ngàn, xớt ngang 100 ngàn, khỏi cần ship hết. Dạ, khỏi ok ship. Con rồi để rồi bắt đầu từ ngày hôm nay là bắt đầu má chuẩn bị kệ. Wow, rồi. Luôn. Chủ yếu là thương khách hàng, để cho khách hàng có để mang về, khỏi cần phải alo, khỏi còn phải ship nữa con. Rồi, rồi, rồi mấy anh em mình thưởng thức. Củ dừa tươi nha, tươi luôn. Củ dừa là còn tươi, không có sáng. Nhắc củ dừa thì nhớ đến chị Phan Diễm. Tươi á, thì nó cũng có cái hay kiểu tươi, nhưng mà củ dừa Phan Diễm thì mình thích cái độ giòn. Thích độ giòn của củ dừa sấy của Phan Diễm á. Từ đây má cũng phải nhập một mớ về má làm trộn thêm. Cái độ này thì nó cũng tươi, nó ngon theo kiểu tươi như của hũ dừa của Văn Diễm, nó giòn gấu luôn má thích đó. Cái này á, hũ dừa này làm giống như là mấy món đồ chua á má. Cũng ngon, ngon con. Rồi nhai giòn rụt luôn má, còn bữa nay ngon quá trời. Nhưng mà cái gỏ của má là má sẽ trộn với chanh và nước mắm đúng không má? Đúng rồi con. Dạ. Mà nó không bị quá chua quá nha. Đúng nó rồi. Còn giữ được một vị ngọt mà của cái hũ củ dừa nè. Và tôm thì má luộc không có phải là quá lâu nên nó còn cái giòn của tôm. Giòn, còn nhồi. Cắn vào nó sần sật và nó rất là thơm và kết hợp với đậu phộng của Phinny Hùng nữa. Ngon quá. Ra một cái giống như một cô gái 18 mà khoác lên mình một bộ sa rê vừa đẹp mà bên trong vừa đẹp bên ngoài. Giống như ai ta? Giống như người đẹp này đây. Mà bữa tâm sự với má là lúc mà mặc cái sa rê mà để lên lễ đường á, nó to quá, lúc mà đi lên cái bậc thang á nó hơi bị vướng lại. Vậy đó hả? Dạ. Thì lúc đó con mới con ấm liền. Con mới phải thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ. Con mới bước xuống sân khấu để con dở lên. Dạ. Thì giống như là không biết là hồi đó ba với má sao, nhưng mà hành động đó làm con cảm giác là mình phải có trách nhiệm hơn với vợ mình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều đôi khi đàn ông mình phải biết cúi người xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng vậy mới được chứ con. Dạ. Còn đây người đàn ông của gia đình rồi thì nghe mấy đó nó chắc là sẽ suy nghĩ là con mới cưới nên chưa hiểu được sự anh làm rồi. Vui tính quá. Bây giờ mình còn rất nhiều món nha con. Bây giờ cá lóc đồng nướng chui gom nãy giờ con phải thưởng thức đâu rồi. Cái chén muối ớt. Ồ đây. Nếu ngày xưa là ăn mọi nướng mọi là phải ăn bằng muối. Cái này là muối hột. Muối hột và ớt xanh. Ớt xanh. Đó vậy đi, con lấy muống đó rồi con chấm vào đây cho trái hạnh, hay trái hạnh con ơi. Cả nhà ơi, phải nói cái món này là một trong những món mà tốn nhiều mồ hôi nhất. Đúng, đúng. Đặc biệt ra ngoài nắng á, cả nhà nhìn cái tay Phinny Hùng nè. Đó. Có chớn luôn. Đen, còn trên đây thì trắng. Ở do dưới tiếp xúc với nắng á cả nhà. Nhưng mà thời buổi giờ mà có đống rơm mà để nướng không phải dễ nha. Mà má nướng như vậy á, kết hợp được luôn cái khung cảnh đằng sau là những cái sắn. Củ sắn, vườn củ sắn. Trước là về cái rơm cá kia nó tạo một không gian rất là thân quen. Đúng rồi. Cá thiên nhiên. Phụng. Giờ em đâu ăn, đợi chứ. Đưa chén em múc miếng cá. Con cứ chấm chấm vô đây, trời ơi. Cuộc đời này. Cuộc đời này có mấy khi. Đời này có mấy khi con ơi, chấm vô kèm theo một miếng con kèm vô một cái miếng ớt con ơi. Đó con ơi. Để con thử nước con cá lóc đồng thiên nhiên nó có trứng nữa kìa, con thấy chưa? Rồi con nướng bằng rơm thịt trắng tư nghe, rồi con chấm với cái muối cục với cái ớt hiểm. Dạ. Giờ con tự sướng đi. Nghe được cái cuộc đời này rồi. Con có đi đâu con ăn được gì không? Đúng là cái lóc đồng mà cái nha. Thịt rất là dai. Thơm không? Thơm mùi rơm không? Con nghe nói rồi.
nhưng mà cái size của nó thì nó không quá to. Chắc chắn là cá lóc nuôi thì size rất là bự, còn cá lóc đồng thì nó chỉ vừa tới đó thôi. Và khi mà nướng với rơm á, nó làm cho cái lớp vảy á nó xém đi, rồi mình cạo bằng ra bằng rơm luôn cả nhà, thì giống như cái mùi rơm nó thẩm thấu vào bên trong lớp thịt nha. Và kết hợp với đây có miếng ớt, có miếng muối nữa, nó làm cho cá nó không lên bờ nhưng mà nó vẫn bơi trong miệng mình. Hay quá, phải ăn thêm miếng này thôi. Ủa? Phần hồn bỏ da ra. Nhưng mà người ta nói á, cá lóc mà nuôi là không bao giờ có trứng hả mà. Đó, đúng rồi đó con. Đây nè, con này có trứng nè. Đúng, đúng, có trứng. Đúng không mà? Đúng, đúng. Ủa, cá lóc nuôi không ít, ít có trứng lắm. Lóc thiên nhiên nó mới có trứng. Ừ, rồi, cắm đây con. Rồi con ăn miếng chuối, miếng gạo vô, ăn nó rồi con mới tiếp tục. Miếng chuối này là của nhà chồng. Con gạo, rồi, mới đúng bài nữa. Con ăn cái ruột đi, ruột ngon nhất luôn. Mà, con, con đi, con tha nam, con ăn ruột. Nữ không ăn ruột. Rồi con cứ múc mắm me hay gì con để lên đó con hút luôn. Này má, má trang cho con nè. Này. Vô ăn không? Nè, để vô cái chén đi. Đó, rồi nghe con cạp ngoan luôn nghe đó. Tuyệt vời luôn con rồi. Dứt. Rồi mời cả nhà nha. Không có gì ngon bằng. Cái này uống rượu là phải 10 ly. Đúng rồi. Cũng còn cái mật ở đắng đắng. Rồi bỏ cái ruột đi con. Bỏ cái bao tử đi. Thì bao tử cũng ngon mà, nhưng mà thôi má thấy nó dính vô đó rồi thôi. Ok. Còn má xiên hay quá, xiên. Xiên ngay cho bao tử luôn hay ha. Xiên tâm tiệm. Ồ, đắng quá. Cái mật nó ngon chỗ đó. Ngon là ngon chỗ đắng đó. Con là được cái là con không biết ăn đắng. Nhưng mà từ khi đi làm ẩm thực á là con quen dần. Ngày xưa là con không biết ăn cay luôn á má. Rồi. Rồi má, rồi má, rồi má cho mấy đứa nó dẹp. Dạ. Ừ. Ngon quá. Nhiều ngon quá. Rồi bây giờ cá lóc con ăn rồi phải không, vợ con ăn rồi phải không, bây giờ tới con ăn con cá tai tượng đi. Đây, đó con cứ tự tay bẻ đi. Đây, con ra tay luôn nha. Ra tay luôn đi con. Đó chấm mắm me. Xin phép ở nhà nha. Rồi con cứ bẻ ra đi. Cái, cái đồ má má để lên nhìn nó thẩm mỹ quá má ha. Vẫn nghe. Kẹp con cá lại giống như là cá đang bơi. Đó là má phải đặt cái thợ mà thợ bàn tủ mà thợ giữ á nha. Dạ. Nhìn cho nó bắt mắt món ăn. Mắng luôn, đúng rồi. Dạ. Má cái này tùy theo size nó sẽ tách ra được đúng không? Cá càng bự thì nó sẽ càng bự, đúng nha. Rồi, còn như con rồi. Con dựng cái đầu nó vô đó đi. Đó. Đó, dựng luôn. Cái này là chấm mắm me. Rồi, đó, bỏ cái đuôi ra đi. Đó, mình ăn thịt thôi. Má mẹ rồi. Con ăn nửa, má ăn nửa đi. Dạ, đó. Rồi, mình phần nửa này. Rồi, coi. Đây, cho con nè. Cho chị em con đi. Rồi, thơm lắm nha. Chấm mắm mẹ đi. Đúng rồi, bông điên điển với đồng cua bắp giấm nha tụi con. Hoa điên điển. Rồi, có lớp da. Giòn lắm. Ở ngoài giòn nhưng mà trong mềm. Ngon lắm, thơm lắm. Này chưa cho mắm me mà đã ngon rồi. Đúng rồi. Được rồi chị, được rồi. Giòn, ở trong ngoài giòn khấu luôn. Nhận đỏ thật, thật ha. Với cá tai tượng. Hay thiệt á, gấp ngoài giòn như có bột mà đâu có bột. Giòn dạ. Mà rột rột luôn. Rột rột luôn. Đây là cái đặc trưng của cá tai tượng mà. Đúng rồi. Không tùy người chiên đó em. Do người chiên nữa. Có người chiên là nó bị chai luôn. Có người chiên là nó sẽ vừa người giòn tới. Người chiên không được. Lửa nha má ha, bà biết không chế lửa nữa. Không chế lửa. Con hay quá ha, giống thợ nấu phải không? Dạ con nói thiệt với má là con cũng có kinh nghiệm nấu á. Nhưng mà mẹ con biết là nếu mà con đi vô bếp á sẽ làm rất là nhiều đầu bếp mất việc. Nên mẹ con nói là thôi, ra ngoài rửa chén đi, để mẹ nấu. Con đã trải nghiệm điều đó trong mùa dịch. Dạ hả? Anh Lộc nấu cho anh ăn hả? Đúng rồi em. Những món mà anh chưa bao giờ có trên cõi đời luôn. Cái chay trắng đó nữa, đưa cho anh Lập mày xé ra lầm lầm. Chay trắng cũng độc lắm. Quá giòn luôn má ơi. Ngon ha, dạ. Em thấy cái cách chiên không? Ở Tràng Đường cái chay trắng nha mẹ. Chay trắng này là một cái món là cái bằng đặc sản luôn.
chưa chắc cho con cá lóc đồng mà qua mặt nó nha. Ừ. Ồ, nó béo lắm con. Con cá lóc cái gì? Ừ, con cá chê trắng. Ừ, chê trắng, chê trắng con. Đây, trắng với mắm gừng nha. Rồi, giờ tới mà chỗ sữa lọc đi. Wow. Ừ, con nè, má cho con giòn khấu luôn, béo ngấy luôn. Này là nước mắm, mắm gừng nha, nó là phải ăn cái mắm gừng nha. Rất là thích ăn cái loại vẫy này của nó nha. Đúng rồi. Vậy mấy cái vẫy này khi mình cắn bể ra rồi nó mùi thơm nó lan ra liền. Con gái nè, ăn cái mắm gừng, còn mỗi cái con phải thưởng thức. Rồi, bé Trang ăn cái đầu nha. Dạ. Đó, nè, mắm gừng. Gầu gầu ha, đã ha. Đó, con ăn con cá chê trắng nó có cái ngon của cá chê trắng nha. Dạ. Lóc đồng cũng chưa chắc vừa qua mặt nó đó. Mùi thơm lóc táo thật. Dài. Giờ còn cái lẩu mẻ tụi con còn ăn nổi không? Dạ. Tại vì la món rồi nên ăn luôn thôi má ơi. Bây giờ bắt con ngoài nước lẩu. Vô cái thịt con cá trời nó dài rồi. Dài đó con, ngon lắm. Giờ con cho cái nồi lẩu vô đây. Trời ơi, thịt đó nè. Đó. Ủa, dài dài vậy đó con. Nó gọi là nếu biết ăn nó là đặc sản luôn. Dạ. Nó có chất béo mà nó dài. Nhưng mà con nghĩ ăn nó sẽ không có bị mập nha. Đúng, đúng. Rồi. Cá trời này là thịt nó thiên nhiên. Là thiên nhiên á. Nó thiên nhiên chắc không cảm nha, phần mỡ không biết ăn cá cho nên là mình trong tay mình bóc luôn. Ừ, bóc rồi con. Dạ. Ăn bóc mới ngon. Người ta ăn cá từ bé, người ta biết cách dùng đũa nên người ta rẻ. Nhưng mình không biết nha, thông cảm. Ở đây cá dầu đếm của má Nhi người ta ăn, người ta rất là thích, lý do là má nuôi là giống như cơm cặn vậy đó. Dạ. Nó rất là thơm, còn cái nước ở sông của mình nó giống như là ở ngoài sông luôn. Nước ra vô rất là sạch. Cái lẩu này là lẩu gì vậy má? Lẩu mẻ con. Má nuôi nước mẻ. Má nuôi cơm mẻ má nấu. Dạ. Quán má cái nước mẻ là cũng nổi tiếng. Mấy anh em Hà Nội là khó ăn nhưng mà tới đây là rất thích. Dạ. Nó không ngọt mà nó cũng không có quá chua. Quá chua. Dạ. Nó vừa. Rồi tới đây là coi như là vào một cái vườn thiên đường ẩm thực vậy cả nhà. Dạ con. Má Nhi sẽ nấu từ món cá cho tới món tôm. À, tất cả đây là rau vườn trồng nhà nè. À, bắp chuối chọc nhà nè, rồi rau bạc hà của mình trồng lấy lá để mình nướng vịt xiêm. Rồi rau muống của má Nhi trồng nè, rồi giá má Nhi đổ nè. Nè rau này là rau cần ống hồi nãy mình thấy đây. Tất cả là rau sạch hết. Trồng hết. Sạch hết. Nhà trồng hết, sạch hết. Đồ nhà trồng. Nhà trồng giống như nhà chồng quá ha. Nhà trồng. Má mà ăn cái càng thôi, tại nãy càng. Dám kẹp con. Đúng rồi, ăn đi, càng mà ăn xong những món này á má, là kiểu như là mình cứ dây dứt á, mình không muốn về lại thành phố. Tại vì cảm giác là nó làm cho mình quá thân quen với những cái hương vị này rồi. Đặc biệt clip này lên, những anh chị, những cô chú nước ngoài á, xem sẽ rất là nhớ đúng, cái hương vị của Việt Nam. Nhớ mà, nhà, nhà mà gần, quê. Gần tới Tết, sắp tới nữa. Trong cái không khí đó thì kiểu như là mình xem những cái này giống như là một cái món ăn tinh thần vậy á. Má Nhi cũng như là anh em mình cũng muốn gửi dành tặng riêng cho những người xa xứ. Đúng rồi. Dạ. Thì ăn ở đây thì không phải là mình khoe khoang mình ăn đúng, gì nhiều đúng. Nhưng mà những cái này thì nó thật sự là nó mang đúng cái phong cách miền Tây của Việt Nam. Đúng rồi. Mỗi lần các con về thì má làm rất là nhiều món ăn, những cái tinh túy của miền Tây, của đồng bằng sông Cửu Long, đó là má sẽ mang ra. Đó là điều thứ nhất là đãi tụi con, điều thứ hai để cho tất cả anh chị em có thể ta xa xứ rất nhiều năm, người ta muốn nhìn lại cái con cá lóc đồng nướng chua gôm, người ta muốn nhìn lại một cái con gà nước muốn mọi thiên nhiên, hoặc là một cái con khô cá lóc đồng lóc cứng rồi làm gỏi sầu đâu, rồi củ dừa hoặc là cá tai tượng chiên xù. Đó, thành ra là má Nhi cũng có mấy lời gửi gắm với tất cả anh chị em. Có thể đặc biệt là ngoài nước tại nhớ quê nhiều. Đó là có dịp thì về Cần Thơ thì ghé quán Nhi Ô Môn Cần Thơ. Các anh chị em cứ gọi trước để mình chuẩn bị tiếp đón anh chị. Là số điện thoại 0939288116 để mình biết anh chị đến để mình tiếp đón và nấu những cái món ăn chu đáo và chăm chút hơn nữa. Và tiếp mấy anh chị rất là nồng hậu để cho cái tình thương này nó sẽ lan tỏa đi ra tới rất là xa,
à, những cái nước giống như đặc biệt là Mỹ là về quán nhi nhiều đó, Úc rồi, thành ra bây giờ là mình cũng gửi cả một cái tấm lòng mình rất cảm ơn các bạn. Mấy nhi cái lời băng của mấy nhi cũng hay ghê, tưởng mấy nhi ngày xưa làm giáo viên. Nãy con thú thật là lúc mà má chèo thuyền má chở vợ chồng con đi á, phụng thả cáo luôn em, cảm giác là con kiểu như là con cảm động lắm á. Vậy đó con, kiểu giống như là một hình ảnh một người mẹ đang đưa các con đi đi ha, và khi đưa đi thì sẽ hát những cái câu hát đó rất là đậm chất miền Tây, như là nhắn nhủ mà gửi tới những người con thân yêu của mình vậy má. Đúng rồi. Cái dồ đếm chỗ mình nó nuôi có thẳng 5 năm nha, nhưng mà con này nó cũng khoảng chừng 3 kg thôi nha các bạn. Nó ăn cơm, nó lớn từ từ, nhưng mà nó vẫn ú nha. Mấy năm nhưng mà con cá vẫn ú, con thấy không? Rồi cái da nó rất dày, nhưng thịt nó rất là thơm. Dạ. À, tại vì nó có một cái kinh thủy lợi ở sau đầu á. Ồ, cái ống bọng mình là ra tới liền. Nước ra vô, thành ra má cho ăn cơm á, mà nó không hư cái mương là con hiểu rồi đó, mình đi xuống dưới đó. Thường ăn cơm mà cho nhiều xuống có thể nó là hư, nhiễm, nhưng mà má kỹ lắm. À, cơm ở trên này thì má rửa rất là sạch sẽ, má rửa bằng cái vòi nước, rồi cái gỗ thật sạch, cơm là không còn mỡ dầu. Rồi má căng lưới cước ở dưới, rồi má thả xuống con cá nó không có bị nhủi. Dạ, dạ. Rồi nãy giờ là trên bàn con thấy là mình đã ăn hết các món rồi đó. Nhưng mà để mà ăn cho sạch sẽ luôn thì không thể. Không thể con. Vì rất là nhiều. Nhưng mà má nghĩ là chắc anh em trong nước ngoài nước mà nhìn con cá lóc đồng nướng chui của má con mình còn như gì, chắc người ta cũng muốn làm sao mà ta có được một con cá lóc nghe. Dạ. Mà mình thì ăn không hết, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Ồ, con thấy hồi nãy con cá nó đâu có bự, mà khi mình nướng chui bằng gôm nó to ra. Dạ. Ồ, nó phình ra. Dạ. À, con thường thường. Nhiều khi những người nước ngoài thì người ta khó về đây. Đúng. Nhưng mà những người xem clip ví dụ như ở Sài Gòn nè, ở các tỉnh miền Tây lân cận nè, thì tới má nhi rất là gần. Đúng rồi. Chỉ quan trọng là mình cần một lý do thôi. Và lý do ở đây là xem clip thấy hấp dẫn quá, chạy tới ủng hộ. Nhưng mà cái gì cũng thật nha. Hết. Đó, các bạn về mà yêu cầu nướng chui, nướng cá lóc, nướng rơm thì mình sẽ phục dựng lại cái cảnh này cho các bạn nhìn thấy để quay phim luôn, check in. Oh, à, bình thường má vẫn nướng mà. Má ơi, con thắc mắc là làm sao má có thời gian ha? Nó làm sao có thời gian? Má thích thì má tạo hết. Đấy, tỷ anh em giờ muốn ăn bánh xèo, đặt 10 cái bánh xèo, nhưng mà muốn má phải trực tiếp đổ rồi để người ta đổ với má trải nghiệm. Má vẫn làm luôn. Dạ. Bánh xèo, bánh khọt, bánh canh, bánh gì, tất cả. Tỷ như anh em nào mà thích ở nước ngoài hay là trong nước, chị Nhi à, giờ tôi muốn lại, tôi muốn chị chỉ tôi là làm cái món bánh, bánh xèo, mà. Bánh xèo mình đem ra bếp hồi nãy con má đó là má chuẩn bị đó. Dạ. Làm bếp củi đàng hoàng để cho anh chị em trải nghiệm, để có một những cái mô hình đó. Để cho nó áo bà ba nữa má. Áo bà ba nữa. Rồi má mai áo bà ba rất nhiều, má đưa áo bà ba ra, má đưa khăn ra. Năm bảy chị em đứng đổ bánh xèo luôn. Cái hình ảnh này con hay thấy là ở quán của má. Còn khi mà má đi những nơi khác thì má sẽ không có đổi cái khăn. Đúng này. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà con thấy má đi chỗ khác má đổi khăn được không? Dạ được chứ. Nữa hả? Dạ. Nói chung là mấy anh em nói là nếu mà má Nhi lên Sapa hay đi đâu bất cứ, cứ mặc cái đồ của miền Tây mình. Dạ. Má cứ mặc áo ba khăn gần gì hoặc má mặc áo dài nha. Nói chung là do là nhiều khi má sợ người ta nghĩ má là hay tỏ ra này kia. Nhưng mà thật ra đây là cách để mà má cho người ta thấy được là cái tinh thần rất là đậm chất miền Tây của má Nhi nha cả nhà. Đúng rồi, như Ái Mí mà xuống đây sao má thích Ái Mí mặc đồ của Sapa. À đó, giống như đó. Vậy đó, Ái Mí ra xuống đây phải là người của Sapa, người của Lai Châu. Chứ còn nếu nào xuống đây mà mặc cái áo sơ mi trắng cái má thấy nó không đẹp bằng cái áo kia. À. Nó là bản sắc. Đúng rồi. Bản sắc của quê hương của mình. Nhiều lúc mà tụi con đi quay clip á, tụi con trải nghiệm những cái món ăn mà từng vùng miền á, tụi con thấy là ẩm thực Việt Nam rất là phong phú. Nhưng mà cái miền Tây á, giống như là cái nôi của cái ẩm thực vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì về gia vị, nội một món cá không là mình có thể chấm đây là muối ớt xanh nè. Đúng rồi. Như là cái mắm me. Mắm me nè, mắm gừng nè, nước mắm nhà mặn nè. Có thể chấm muối mà mình giả với ớt hiểm nè. Dạ. Thì làm cho cái
này là chấm chéo đó má. Chéo của nãy. Rồi, nha, lát nữa đổ nước mắm vào đây rồi mình chấm với cá. Đúng rồi con đó, rồi vậy đó con, đúng luôn con. Ngon luôn. Đó, tất nhiên là nó có được cái mùi cay cay mà của chấm chéo nè. Dạ. Rồi. Xíu nữa mình chấm cái này với lại ngon đó. Cá chín tay của các chú các anh kéo hồi nãy. Chút nữa đi con, đừng. À, để nó sôi bừng lên là chín này. Nhiều lúc mình càng nóng á má. Đúng rồi. Chứ mình dở ra chậm. Dở vô là nó càng chậm. Nó càng chậm. Trong khi chờ đợi con ăn miếng cá lóc cứng của má nữa đi. Dạ. Dạ. Nè Hùng, miếng này nè Hùng. Dạ. Ăn đi con. Ăn con nhắm nghỉ, con nghe được cái mùi vị mà thiên nhiên được coi. Ăn này phải lắng nghe. Má dùng cái thật câu mà mình thấy hay lắm nha, đó là lắng nghe hương vị. Đúng rồi. Có nghĩa là khi không có cảm giác bằng vị giác không, mà có thể là lắng nghe bằng cái nhịp điệu của bên thính giác của mình. Đúng rồi. Ăn từ từ phải nghe được cái thịt, mà thịt thì con cá nó thiên nhiên, con khô nó thiên nhiên không nuôi. Thêm à? Cái khô cá lóc chuẩn này không? Chứ mình nhai nó hơi nát rồi mà mình thấy nó giống như chà bông vậy. Đúng rồi đó con. Miệng chà bông ha. Dạ. Chà bông cá. Và thịt nó sẽ chắc chắn là nó sẽ chắc hơn là cá nuôi. Đúng rồi. Dạ. Khô cá lóc chuẩn nha cả nhà. 400 ngàn một ký. Thôi ba nắng. Dạ. Nói chung má con nắng luôn. Dạ. Tại vì con biết không? Cá này tới 100 ngàn ký. Còn cá sống á, còn nếu mà cá lóc nuôi á là 100.000 ba ký. Dạ. Đúng rồi, thành ra 100.000 một ký, con tưởng tượng là con má mà làm như vậy là một ký nó sẽ, hai ký nó sẽ còn một ký là chưa có phơi nha, khi má phơi nữa là nó sẽ mất 50-50 nữa. Dạ. Thành ra con tưởng tượng là con cá một ký vậy má cũng có lời 50.000 thôi. Dạ. Nhưng mà để cho mấy chị em đi lại giúp đó. Dạ. Để mà lấy số tiền đó mình quà đồ Tết cho mấy chị em. Mà trong các món ở trên bàn này má, thì vợ con cũng mới về nhà con. Vợ con có thể học món nào mà nhanh nhất để về chỗ tài với với mẹ đây má. Thôi giờ mà má chỉ cho con cái món cá kho tộ đó được rồi. Ủa, tuyệt vời em. Đó. Dạ. Phải học hỏi má. Học hỏi nha. Dạ, học hỏi và đặc biệt là phải có nước mắm của má. Đúng rồi. Tại vì á là má bán nước mắm chị em, má cũng chỉ cho chị em mà thật kho. Khi mà mình ăn ngon thì mình cũng phải thưởng thức để kho đi, đừng có hao tiện. Dạ. Cũng phải kho. Thì giống như mình lấy một cái muỗng ăn canh đó vậy đó. Dạ. Đó, mới đổ vô ướp với cá để thời gian cả khoảng nửa tiếng. Dạ. Đó, rồi cái là con cá nó hòa với cái nước mắm mình nó nhả ra thêm nữa. Đó, khi mình đem lên mình kho thì đầu tiên mình cũng cho lửa vừa. Dạ. Sôi, chả bề, mình cảm thấy con cá nó săn, nó chín rồi thì bắt đầu mình mới thật là riu lửa. Dạ. Đậy nắp lại. Để cho con cá nó thấm thấu nước mắm đồ vô trong con cá. Yeah. Đó thì cách đó là mình vừa riêu vừa đậy nắp thì nước nó sẽ dâng lên nha. À, nó không khô, cá nó tự động nó ra nước. Yeah. Nó sôi nó dâng lên ngập con cá. Yeah. Rồi mình cho nó chín một hồi là mình dỡ ra. Mình dỡ ra cấp đó mình lên lửa nha con. Lên lửa, mình tăng lửa, mình trở bề con cá. Cấp đó mình tăng lửa để cho cái viền của cái nồi mình nó bị thơm lên. À, yeah. Không riêu nữa nha. Đó là cách mà làm mà như chia sẻ trên clip luôn. Thì không đó. Chỉ riêng Phụng mà những người xem kênh cũng có thể làm thử cái cách này. Đó là gọi là ngày xưa là cha mẹ mình, ông bà mình hồi xưa là chăm chút đó. Rồi chăm chút phải lửa lên rồi lửa.
nhỏ nhẹ kéo đám em chồng con nó mài mía nặng lời. Mẹ ơi, con vẫn biết gái lớn lên là phải theo chồng, nhưng sao lòng nhiều lo sợ. Mười mấy năm sống im đềm bên mẹ, nay một phút xa rời bao hình ảnh thân yêu, về sống bên những kẻ là người xa, phần lo sợ phần thương nhớ mẹ. Cực khổ gian lao đến đâu con gắng chịu, nhưng biết làm sao những mày rủi trong đời. Tiếng ai hát giữa đêm thanh vắng, âm thanh buồn nghe cay đắng làm sao. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vừa ngủ biết nhà má đâu. Nhưng mà mình thấy má Nhi hát và má Nhi có những cái cảm xúc rất là thật luôn, giống như là một nghệ sĩ vậy á, diễn luôn á, đang tương tác với lại người con thật vậy cả nhà ơi. Quá cảm động rồi. Cho má uống miếng nước. Mấy con cũng đây cũng đây. Đây đây vô. Quá hay rồi. 1 2 3 vô. Rồi, em bỏ ra. Rồi, các con ăn cái món này tuyệt vời luôn. Bên người điển trước đây con. Bỏ hết qua đường điển xuống. Không đi điển. Trời ơi, cái mùi mẹ. Ngon lắm con. Gặp ngồi đúng hướng gió nữa nó bay cái mùi ra. Ở đây má nuôi xô xô bự nè. Mấy xô giấm má cũng nuôi mấy xô bự gì. Đúng rồi, má quê ngày xưa mẹ của má là rất là giỏi. Sạch sẽ kỹ lưỡng cũng là con của Tiểu Thơ. Ra là lớn lên má. Ok. Được nhìn thấy mẹ làm thì chút thôi chút. Má Nhi làm lại ra. Chẳng hạn bây giờ con dâu này cũng hơi bị khó chịu với má đó, má rất là kỹ. Con ơi cái đó phải sạch gì đó con đó phải gì đó con, cái đó sự thật á. Mà em hỏi chị Trang nè, là nhiều khi má Nhi kỹ như vậy, má Nhi hướng dẫn nó chắc là nhiều lúc cũng làm chị hơi căng thẳng hơi buồn, nhưng mà nghĩ lại là mình đó là bài học cho mình đó. Mẹ chưa chắc gì mẹ ruột không có dạy. Mẹ ruột ít có dạy lắm. Mẹ ruột thương quá nên đúng rồi, không có dạy đâu, mẹ là dạy từ đi từ tí hết. Ý mẹ ruột á là không có giỏi như mẹ chồng, thành ra mẹ ruột cũng không có dạy giống như mẹ ruột là không có vô bếp làm giống như mẹ. Bởi vì mai mốt chị nói em là về mai mốt cứ học theo mẹ nha. Cứ học theo mẹ chồng hết. Cứ về nha. Mẹ chồng mà dạy cái gì đó là mình cứ học. Lắm lúc mẹ đó, không dạy mà nhiều khi mẹ chồng mình có thể cao hơn mẹ mình chút nữa. Mình phải lắng nghe học hỏi, càng học càng tốt. Học hoài không chừng nào biết chừng nào mà hết học. Đó là tinh thần mà phải học hỏi ở mấy Nhi cả nhà. Luôn luôn học hỏi dù là tuổi tác như thế nào. Con thấy má Nhi giao lưu với những kênh YouTube cũng như là những tụi con thì giống như là con cháu vậy đó. Đúng rồi. Thì má Nhi sẽ giao tiếp khác. Còn khi mà má Nhi giao tiếp với những người lớn á, má Nhi sẽ có cái cách mà truyền đạt cái ý của mình nó khác nữa. Đúng rồi. Đó là rất là linh hoạt. Đúng rồi con. Dạ, để con rồi, con rồi, má Nhi nha. Rồi, dạ. Giúp cho má đi. Má Nhi chắc sẽ thích bông điên điển. Đúng rồi, má bông điên điển đi. Sẽ đếm đúng 5 bông để tặng. 6 bông đi. 6 bông đi. 6 bông là lục là lộc á má, là tên của con á. Đi ra, trời dữ quá. Rồi năm nay Tết mùng 1 Tết con xuống giùm cho má đi. Ôi. Con xuống sông đất luôn má. Sông đất. Con xuống sông đất đi rồi con muốn ăn gì má tặng hết. Trời ơi. Con không tin nhưng má tin lắm. Tại vì con biết sao không? Con trai lớn của bé Trang má đặt tên Phát Tài. Là cháu nội lớn, con trai lớn là cháu nội của má đó, Phát Tài. Rồi con cháu ngoại đó là Ngọc Tiền. Rồi đứa cháu nội là con trai cái út của Trang là Kim Ngân đó. Thành ra tên lộc của con là má nghe là má thích liền. Mai mốt tụi con có sanh con nhớ cũng lựa tên cho đẹp đặt. Đặc biệt là Tết mày tới đâu là người ta cưng tới đó đó. Tết là thấy lộc tới đâu là thích tới đó.
Mấy con cũng thấy cái tên nó cũng phản ánh con người á má. Đúng rồi con. Dạ. Ví dụ nha, những cái tên của những vị lãnh tụ, chủ tịch nước những kia, tên rất là đẹp. Đúng rồi. Đó, đó là một ví dụ. Mà má thấy đợt này con cũng đầu năm cũng sắp sửa tới tay rồi. Dạ. Con đem lọc tới má gì hơi sớm cũng còn ngon nữa à, mà lọc là lọc to, lọc bự nữa, lọc dạ. Lọc lớn nữa nè, không phải lọc xương nha, lọc này không nè, mới ngon đó. Ôi cái này giống như là cái bụng nó vậy má. Đúng rồi, ngon lắm mấy con. Ồ đó đó dạ. Con ăn đi, nói chung là có mỡ mà mỡ của cá nó tốt thôi. Dạ, dạ. Con mời cả nhà. Rồi rồi, cho đũa cho chị. Đó, rồi con cá, con thử ăn con cá dồ đếm của cô má hồi nãy rồi con kéo lên nè, thấy con cá nó phù không? Đây đây là nước mắm trong của mẹ với lại của anh thôi nha. Anh rồi, hai Sa-ba. Anh hai Hải Sa Ba. Nước mắm trong với chẩm chéo rồi, để cho má ăn trước đi. Này chắc đúng bài luôn nè các bạn ơi, mai mốt mua nước mắm quan gì phải có chẩm chéo. Dạ. Phải má bán 200 mà má tặng hũ chẩm chéo thì ngon hơn à. Phải không con? Dạ. Rồi. Quá ngọt còn thiệt. Ngon. Thêm chầm chéo nữa, ngon nữa. Đây. Ừ. Trời ơi, da kìa. Hết bài rồi. Quá. Hết bài luôn. Bài cái này luôn. Thì mắt con đang mờ quá má ơi. Mờ đó ba, con chừng nắm nha con ơi. Đang mở cả. Ờ, con nuốt vô mà nhả không được, mà nuốt vô không được đó con ơi. Nóng này nóng nha. Nóng nha. Nóng lắm nha. Ừ, coi nha, coi cái mỡ đó nó nóng dữ dằn lắm á. Ừ, nóng nha. Ngon. Nóng. Ừ, đó. Mở là nóng hơn thật. Mà cá của má chắc kìa luôn á. Dạ đó, hãy về lần đầu tiên nó tưởng đâu không có nấu ăn vô phỏng lửa. Có thật đó. Cũng có vô đám này nè. Thấy chà, tôi ăn quá. Mình không biết ăn cá lấy mình cái đầu. Cái đầu thấy, cái đầu thấy đồng cá đẹp không? Dạ. Cái đầu, biết thấy cái đầu ít thịt mình sẽ đỡ phải ăn. À. Dạ. Da à, cái da thôi không? Thấy da dày không? Ở cái da thấy không? Cái da nó dày luôn. Như cái da ớt vậy. Đúng rồi, da dày lắm. Ôi. Cá hôm là rễ miền Tây á má. Dữ hả? Rễ Long An. Nhưng mà ít ăn cá. Dữ hả? Nên đi với con cũng phải luyện. Phải luyện, tự luyện. Luyện từ cho Hùng. Dạ. Nhưng mà hôm nay và đây á, trên bàn là 3-4 món cá luôn nhưng mà. Ăn ngon hết. Ngon. Cứ phải nói là ngon. Nó ngon hơn mọi khi con ăn ở nhà á má. Trong cái chấm chéo này có mùi chấm chéo nó rất là nồng luôn. Thật à? Wow. Dạ. À, chế biến ra kiểu này thấy có lý à. Dạ. Mà ngon quá vậy thì camera không nó hút được. Cho camera một con tôm. Đúng rồi. Thôi. Mời Dương. Để con. Để thấy mình thấy con cá hồi nãy nó đâu có bự đâu mà cái da nè. Rất là giòn, rất là dai. Béo lắm. Cá chắc béo không con? Dạ béo. Cái này mà trời mưa mưa nữa má. Ăn ngồi quay quần với nhau nữa. Ấm áp lắm nha. Mưa mà ăn cá hú là ngồi hú luôn. Chim kêu dưỡng hú biết nhà. Má gì ở đâu? Cái bài đó má cũng thuộc lâu lắm rồi nè con. Má Nhi sao mà ông trời không cho ai tất cả hết má Nhi. Chờ cho con phụng thì cho con giọng hát dở. Nên lúc đám cưới con cũng tính hát bài nhưng mà con sợ mọi người tan tiệc. Bây giờ má con mình đã già cũng lâu rồi ha. Đúng rồi. Bây giờ chắc mình cũng xin nhận xét sơ về buổi tiệc ngày hôm nay. Cũng như là cảm ơn má Nhi và tất cả các anh em cùng ngồi ở đây để tạo ra một cái không khí rất là gia đình. Má Nhi thấy buổi quay clip với tụi con má cảm thấy là khi mà tụi con gọi điện cho má cũng phải suy nghĩ, tại vì rất là anh chị em về đây rất là nhiều, đó là anh Lý cũng mới về đây nữa. Rồi má không có cho nó trùng lặp nhiều để cho tụi con có nhiều cái hay để cho anh chị em người ta thương con, người ta like nhiều vô chút. Đó thì má cũng sắp xếp về thứ nhất đó, là cái lúc đầu những chui gom từng có những cái nó cũng độc lạ nhưng mà hôm nay là má cảm thấy rất là vui vì cái những cái đầu tới giờ là má cảm thấy là rất tuyệt vời. Và đặc biệt là hôm nay là Võ Sư Lộc mang bà xã xuống dưới đây là giống như là đi từng chân mặt và không đi những cái năm sau hay là bãi biển mà tới má Nhi.
để thăm má Nhi. Đó là má rất là cảm ơn hai chồng con. Cảm ơn má rất nhiều. Con cũng nhân đây, con cũng cảm ơn Hùng và cảm ơn tất cả các người xem kênh để cổ vũ cũng như là tiếp sức cho tụi con trong cái hành trình mà chuẩn bị tới ngày cưới. Thì mong là clip này cũng sẽ là một trong những cái clip đặc sắc mà kênh Funny Hùng sẽ gửi tới cả nhà trong đoạn đường tiếp theo của mình ha. Nói chung là để nhận xét và má Nhi thì nãy giờ trên bàn á mình cũng đã nói rồi, bây giờ mình nói lại thì nó phải nói là dài lắm, tại vì những cái tấm lòng và mà má Nhi dành cho anh em mình. Cho nên là thôi bây giờ con xin phép kết thúc clip ở đây rồi, má con mình sẽ tiếp tục cùng ngồi nói chuyện ha má. Rồi giờ má con mình xin chào. Dạ, con xin đọc rap cái má ơi. Má má nhưng mà trước khi kết clip á, con xin đặt má Nhi là khoảng 5 lít nước mắm để con về con gửi tặng cho người nhà của con. Wow, tuyệt vời. Rồi, bỏ tay cho con xin lọc nha. Rồi, thì nếu mà các fanpage trên Facebook với những người yêu mến thì là muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like và theo dõi fanpage của kênh mình nha. Lên mình sẽ phần mô tả và mọi người hãy đăng luôn kênh Funny Hùng Vlog và kênh của Bỏ Sư Lộc, kênh Má Nhi Omo nè cả nhà ơi. Đó, đây là kênh mới cả nhà, kéo qua ra comment là Má Nhi Mãi Đỉnh nha. Và Dương Dua và hai tên sáng là Funny Hùng Bỏ Sư Lộc và Bỏ Sư Lộc Funny Hùng. Trong thời gian sắp tới như các bạn bất cứ tên nào thì đã làm được những comment mình xem và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho cả nhà cùng thích nha. Ok, xin chào các bạn. Bye bye. Hát bình luôn.